Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa. Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự bộ đội Trường Sa huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, ban ngành trong cả nước tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn CK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn luôn đoàn kết thống nhất, vững vàng bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đảo và nhà giàn đã làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tại các đảo, nhà giàn, các đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại công trình văn hóa tâm linh trên các đảo, tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong khuôn khổ chuyến đi, các đoàn công tác đã trao tặng những vật phẩm thiết thực phục vụ đời sống quân dân trên các đảo và nhà giàn CK1 như bình ắc quy, quạt tích điện, bình lọc nước uống, máy bơm nước, tủ cấp đông, thiết bị y tế. Các đoàn công tác cũng tập trung hỗ trợ kinh phí để quân chủng hải quân thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa, đóng xuồng công tác, xây dựng nhà văn hóa đa năng trên các đảo, khẳng định vai trò trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể địa phương đối với biển đảo quê hương, góp phần xây dựng huyện đảo Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân. Vừa qua, Trung tướng Nguyễn Doan Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ tại vùng 2 Hải quân. Thời gian qua, vùng 2 đã quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đơn vị tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị, phòng chống cháy nổ trong dịp lễ. Trung tướng Nguyễn Doan Anh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu vùng 2 tiếp tục giáo dục, quán triệt cho bộ đội nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường luyện tập các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Được sự cho phép của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Canada vừa có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân Việt Nam chủ trì lễ đón. Tại buổi tiếp, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã điểm lại một số hoạt động nổi bật về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai chính phủ và Bộ Quốc phòng, trong đó có lĩnh vực hải quân thời gian qua. Tư lệnh Hải quân Việt Nam cảm ơn Bộ Quốc phòng và Hải quân Canada luôn ủng hộ Hải quân Việt Nam khi tham gia các diễn đàn song phương, đa phương với Hải quân các nước trên thế giới và hỗ trợ Hải quân Việt Nam trong đào tạo ở một số lĩnh vực. Phó Đô đốc August Stopfer cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Việt Nam, đồng thời bày tỏ tự hào khi tham gia các diễn đàn song phương, đa phương với Hải quân Việt Nam, góp phần xây dựng mối quan hệ quốc tế phát triển tốt đẹp. Tư lệnh Hải quân Canada cảm ơn Hải quân Việt Nam đã đón tiếp các tàu của Hải quân Canada thăm các cảng tại Việt Nam thời gian qua và khẳng định mong muốn hợp tác hải quân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Tư lệnh Hải quân hai nước nhất trí một số lĩnh vực, nội dung đề xuất hợp tác trong thời gian tới khi được Bộ Quốc phòng hai nước cho phép. Vừa qua, tàu tuần dương Vendémia của Hải quân Pháp do Trung tướng Sébastien Drouel chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa thực hiện chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu đã chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Hải quân hai nước và quan hệ quốc phòng Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Biên đội tàu 261, 264 thuộc vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và biên đội tàu 456, 526 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan vừa hoàn thành chuyến tuần tra chung lần thứ 49. Chuyến tuần tra chung nhằm góp phần duy trì an ninh trật tự trên vùng biển giáp danh Việt Nam-Thái Lan, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.
Vừa qua tại Hải Phòng, Phòng Quân khí và Phòng xe máy Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 21 tháng 4 năm 1964, 21 tháng 4 năm 2024 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Phòng Quân khí và Phòng xe máy có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Thủ trưởng Cục Kỹ thuật trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác đảm bảo vũ khí, đạn dược, xe máy, tăng thiết giáp, phương tiện, trang bị kỹ thuật. 60 năm qua, cán bộ nhân viên hai phòng luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp mồ hôi xương máu, góp phần cùng quân chủng hải quân lập nên những chiến công huyền thoại trong chiến tranh giải phóng dân tộc và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc hiện nay. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Phòng Quân khí và Phòng xe máy. Vừa qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn tập đạn thật súng tiểu liên AK cho đối tượng chiến sĩ mới. Đây là dịp để bộ đội làm quen với tiếng nổ, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng thực hành bắn đạn thật. Sau hơn một tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm vững các bước sử dụng súng tiểu liên AK, thực hành chuẩn xác các động tác ở tư thế bắn. Trong quá trình thực hành bắn đạn thật, chiến sĩ mới đã vận dụng tốt các kiến thức kỹ năng được huấn luyện, bình tĩnh tự tin tiêu diệt mục tiêu, chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn và sự điều hành của người chỉ huy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đợt bắn tập đạn thật nhằm đánh giá trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ, khả năng thao tác sử dụng vũ khí trang bị của chiến sĩ mới. Thông qua kiểm tra bắn đạn thật, cấp ủy chỉ huy các đơn vị rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tiếp theo. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức hội thảo chuyên đề hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Tại hội thảo, các chuyên gia về công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã cung cấp thông tin tổng thể về chuyển đổi số doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và nhân sự nòng cốt ngành công nghệ thông tin của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Các chuyên gia cũng đã thống nhất cách hiểu, nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời định hướng cụ thể hóa mô hình, cách thức thực hiện, nguồn lực cần thiết cho chuyển đổi số. Đây là cơ sở để Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đề ra kế hoạch chương trình hành động thực hiện chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Vừa qua tại xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Cục Hậu cần Hải quân phối hợp cùng Ban tuyên giáo tỉnh Điện Biên, huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Lò Văn Gióm. Đồng chí Lò Văn Gióm là thương binh hạng 4/4 thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cục Hậu cần Hải quân phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông đã khảo sát và tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa tặng ông Gióm. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà vách gỗ, lợp mái tôn có diện tích 60m² đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Cục Hậu cần đã hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của quân chủng Hải quân. Số tiền còn lại do gia đình, họ hàng hỗ trợ. Tại buổi lễ, Cục Hậu cần Hải quân và các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng gia đình ông Lò Văn Gióm. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hải đoàn 128 Hải quân đã hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa chữa phòng học tại điểm trường Tiềm Mùng thuộc trường mầm non Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Số tiền này được trích từ nguồn kinh phí do cán bộ nhân viên Hải đoàn 128 quyên góp nhằm thực hiện phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Sau hơn một tháng thi công, công trình đã hoàn thành bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ. Tại lễ bàn giao công trình, Hải đoàn 128 đã trao tặng cô trò trường mầm non Nong U nhiều vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, tổng trị giá các phần quà gần 50 triệu đồng. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài tại đồng bằng sông Cửu Long khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ bà con khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, Vùng 5 Hải quân đã điều động các tàu vận chuyển nước ngọt cấp miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Trong những ngày nắng nóng khô hạn và xâm nhập mặn kéo dài, người dân ở các xã thuộc huyện U Minh và Trần Văn Thời vô cùng khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt. Những dòng nước trong mát từ tàu của Vùng 5 Hải quân đã giúp nhân dân phần nào vơi đi cơn khát trong mùa hạn mặn. Trong những năm qua thì được các ngành các cấp là quan tâm
là đầu tư cho xã là trạm cấp nước để là phục vụ cho nhân dân. Nhưng mà hiện nay do cái hạn hán kéo dài là cái nước sinh hoạt của bà con là không có đảm bảo, đặc biệt là khu vực của ấp 6, ấp 5 là không khoan được cái giếng nước ngầm. Nhà máy nước thì là cái công suất không đủ cung cấp cho đối với các hộ dân, nên là cái hạn hán kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con. Với phương châm không để người dân thiếu nước sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân đã phối hợp với chính quyền địa phương chở nước vào tận các xóm ấp cấp cho bà con. Hàng trăm bồn chứa cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác cũng đã được các đơn vị hải quân trao tận tay những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp này. Nhà tôi khó khăn, tại không có cái gì để chứa nước trơn, có được mấy cái lu nhưng mà nó bể hết rồi. Nó rỉnh nước cứ mưa xuống thì giữ được vài bữa thì nó cũng đã chảy khô gan hết rồi. Không có gì để đựng nước trơn á. Nhưng mà bữa nay ở quân cho được cái bồn như vậy á thì tôi rất là mừng. Về việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hạn hán và sử dụng nước ngọt để bảo đảm cho đời sống đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng có chủ trương và đã được cụ thể hóa bằng kế hoạch. Trước hết từ nay cho đến trung tuần tháng 5, chúng tôi đã bố trí 4 phương tiện tàu sẵn sàng cơ động vào thực hiện các địa bàn địa phương khi có nhu cầu. Hiện nay thì Cà Mau đang là địa phương đầu tiên nhận sự hỗ trợ của chúng tôi. Đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vượt qua hạn hán, cán bộ, chiến sĩ vùng 5 Hải quân đã và đang tranh thủ từng ngày, từng giờ đưa nước ngọt đến với bà con. Chung tay cùng bà con chiến đấu với hạn mặn, sẽ còn nhiều chuyến tàu chở nước ngọt, chở tình cảm thân thương của các đơn vị thuộc quân chủng hải quân đến với bà con nhân dân trong thời gian tới. Cách đây 49 năm, với phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng, quân chủng hải quân phối hợp với một bộ phận lực lượng của quân khu 5 tranh thủ thời cơ tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Phát huy chiến công giải phóng Trường Sa, cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa hôm nay luôn làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những ngày này, những người lính đặc công hải quân lại tề tựu về Hải Phòng để gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau ôn lại những trận đánh oanh liệt của một thời hoa lửa. Những kỷ niệm một thời thần tốc, táo bạo tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa góp phần lớn lao trong công cuộc thống nhất đất nước lại ùa về. Tôi rất là tự hào và cũng rất là sung sướng khi mà đã được cái là những người là một trong những người mà đã được tham gia giải phóng các đảo, góp phần vào làm chiến thắng trọn vẹn cho đất nước. Và ngày nay cũng mong rằng các em, các cháu, những người là trực tiếp bảo vệ ngoài đảo thì sẽ cố gắng rèn luyện về ý chí chiến đấu, rèn luyện về bản lĩnh chính trị để bảo vệ làm sao vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tại Trường Sa, để không bất ngờ trong mọi tình huống, chỉ huy các đảo luôn làm tốt công tác huấn luyện, gắn huấn luyện với duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện được thực hiện đúng nội dung, đủ thời gian theo kế hoạch. Các phương án chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được luyện tập, trong đó chú trọng luyện tập trong những thời điểm thời tiết phức tạp. Cũng với cái tinh thần và quyết tâm thì là cái chốn tiền tiêu để bảo vệ cái biển đảo của Tổ quốc. Thì chúng tôi thì ngày đêm thì cũng luôn luôn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm tốt cái nhiệm vụ bảo vệ cái vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 100% cán sĩ thì ra đây thì luôn luôn yên tâm công tác và luôn là xác định cho mình là đóng góp một phần nhỏ bé trong cái bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ vùng 4 Hải quân triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp toàn diện và nhưng cũng hết sức cụ thể, giáo dục cho bộ đội có nhận thức sâu sắc về cái tình hình nhiệm vụ, xây dựng cái bản lĩnh, cái ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh vì cái sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, song cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử trí tốt các tình huống, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân số tháng 5 năm 2024. Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân điện tử tại địa chỉ www.bao haiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.